trong gia đình ở Bạc Liêu thương vong do dông lốc làm sập nhà. Camera 24 giờ cảnh báo tình trạng trẻ em lao ra đường, các bậc phụ huynh cần hết sức đề phòng. Khu vườn rộng hàng ngàn mét vuông hoa nở rực rỡ ở ngoại thành Hà Nội. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, còn tại Bạc Liêu thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này cho biết, mưa lớn kèm dông lốc mới đây đã làm sập tốc mái 111 căn nhà của người dân tại các huyện Hòa Bình, Hồng Dân, thị xã Giá Rai. Riêng tại huyện Hồng Dân thì nhà sập do dông lốc đã khiến cho 3 người trong một gia đình thương vong. Theo đó, vào tối 29 tháng 7, mưa lớn kèm dông lốc đã làm cho căn nhà của chị DKM, 36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân bị sập, khiến cho chị M tử vong, chồng và con trai bị thương nặng do tường sập đè trúng người. Ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đã chỉ đạo ngành chức năng huyện Hồng Dân và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố và hỗ trợ cho gia đình chị M, thăm hỏi động viên và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai để người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, đến cuối giờ chiều qua, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng thông ở xã Thủy Bằng, thành phố Huế. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, khoảng 14 giờ 30 phút chiều qua, đơn vị nhận được tin xảy ra cháy rừng thông nên quy động lực lượng phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Do khu vực xảy ra cháy có độ dốc cao, đường giao nhỏ hẹp nên các phương tiện chuyên dụng không thể tiếp cận, các lực lượng phải chữa cháy thủ công. Ghi nhận tại hiện trường, lửa cháy lan rộng trải dài dưới đường dây điện cao thế. Các lực lượng nỗ lực ngăn lửa cháy lan, hiện vẫn chưa thống kê được diện tích rừng thông bị cháy. Tại một quán nổi gần khu vực cầu Trà Bồng, thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi đã vừa bất ngờ xảy ra hỏa hoạn khiến cho quán này bị cháy rụi. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương đến hiện trường tham gia chữa cháy, cứu tài sản. Quán nổi này chuyên kinh doanh các loại đồ ăn vặt, cà phê, chè các loại. Chủ quán cho biết là thời điểm xảy ra cháy trên quán không có người. Vật liệu được xây dựng trang trí quán nổi chủ yếu là gỗ, tôn. Trong quán có bố trí các thiết bị sử dụng điện như tủ lạnh, máy giặt. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng quán nổi đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được điều tra thống kê. Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại cảng cá Lạch Quèn, tỉnh Nghệ An mà chương trình đã thông tin thì ngay sau vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh này đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ sự cố chập điện tại tàu cá mang số hiệu NA99699TS, sau đó cháy lan sang nhiều tàu cá khác. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 7, một tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Lạch Quèn bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức, người dân địa phương cùng lực lượng tại chỗ nỗ lực dập lửa, đưa các tàu cá khác đến nơi an toàn. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra cháy, các tàu neo đậu với mật độ dày đặc lại gặp gió lớn, khiến ngọn lửa lan nhanh sang các tàu bên cạnh. Hậu quả khiến 5 tàu cá bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại trên 45 tỷ đồng và nhiều chiếc khác bị hư hại nhẹ. Ngay sau khi xảy ra sự cố, ngoài việc kêu gọi vận động ủng hộ giúp đỡ các chủ tàu cá bị cháy, bước đầu, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu cũng đã hỗ trợ mỗi tàu bị cháy số tiền 20 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những bót điện trên vỉa hè như thế này có chức năng điều khiển và duy trì mạng lưới điện sinh hoạt. Thế nhưng tại thành phố Hà Nội thì ngay sát cạnh những bót điện này, nhiều hàng quán tự phát vẫn mở ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sau đây là ghi nhận về thực tế này. Mặc dù trên các bót điện đều có dòng chữ cấm lại gần, có điện nguy hiểm chết người, thế nhưng nhiều người vẫn vô tư bán hàng, thậm chí dựa vào bót điện để dựng bảng hiệu để đồ. Những hình ảnh này có thể dễ dàng bắt gặp trên nhiều vỉa hè các tuyến phố ở Hà Nội. Nhiều người ở nơi khác đến khi chứng kiến điều này đều cảm thấy lo lắng. Nguy hiểm ạ. Thì ở gần điện thì mình ngồi gần sẽ, nếu không cẩn thận sẽ bị gây ra chập cháy. Bản thân em nếu mà gặp những quán hàng đấy thì em sẽ ngồi quán khác, em không ngồi quán đấy ạ. Thực tế đã có trường hợp tử vong và bị thương khi xảy ra vụ nổ bốt điện trên vỉa hè Hà Nội. Theo các chuyên gia, những trạm biến áp, trụ bốt điện với các lớp cách điện và tủ bao quanh đã được nghiên cứu xây dựng an toàn.
thế nhưng không tránh khỏi nguy cơ rò rỉ điện bất cứ lúc nào. Khi xây những cái trạm điện như vậy thì người ta rất chú ý đến cái tiêu chuẩn an toàn, tuy nhiên là không tránh khỏi những cái sự cố đột xuất, ví dụ như là trời mưa, nước mưa nó bắn vào, rồi là cách điện nó bị ấm, nó rò điện ra ở ngoài vó các cái tủ điện, bảng điện. Với tâm lý, miễn là có chỗ để bán hàng, mưu sinh, miễn là có chỗ để ngồi ăn, nhiều người dân vẫn đang chủ quan với sự an toàn của chính mình. Trước thực trạng này, nhiều ý kiến cho rằng ngành chức năng cần sớm có giải pháp quản lý, chấn chỉnh để đảm bảo an toàn. Tiếp theo chương trình người đưa tin 24 giờ sáng nay là những thông tin đáng chú ý sau. Camera 24 giờ cảnh báo tình trạng trẻ em lao ra đường. Cảnh báo áp giả mạo cơ quan thuế để chiếm đoạt tài sản. Khu vườn rộng hàng ngàn mét vuông hoa nở rực rỡ ở ngoại thành Hà Nội. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra nguyên nhân vụ xe khách tông người đi xe máy tử vong. Theo thông tin ban đầu, anh VVD, 35 tuổi, ngụ phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, điều khiển xe máy mang biển số 47L48951, lưu thông trên đường nội phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, hướng từ ngã ba chợ Thanh Quá ra ngã tư Nguyễn Khuyến. Khi đến đoạn thuộc khu phố 4, anh Dê tránh một xe đạp điện đi cùng chiều phía trước thì bị lạc tay lái ngã xuống đường. Thời điểm này, xe ô tô khách 16 chỗ mang biển số 60S8244 lưu thông theo chiều ngược lại với tốc độ nhanh đã không thắng kịp, tông vào xe máy của anh Dê. Cú tông mạnh khiến người đàn ông đi xe máy tử vong. Sau tai nạn, tài xế xe ô tô khách điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Khoảng hơn 1 giờ sau, tài xế xe ô tô khách mới quay trở lại hiện trường để lập biên bản vụ việc. Và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Kính chào quý vị khán giả đang đến với Camera 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, chỉ trong vài tháng gần đây, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông mà nạn nhân là trẻ em. Các em nhỏ không lường trước được nguy hiểm, bất ngờ lao ra đường lớn dẫn đến tai nạn thương vong. Camera 24 giờ ngày hôm nay sẽ tiếp tục phản ánh tình trạng này để mọi người cùng cảnh giác, cẩn trọng đề phòng khi trông giữ trẻ nhỏ. Clip ghi lại tình huống giao thông vào đầu tháng 7 năm 2023. Ô tô đang chạy trên đường vắng thì một em bé bất ngờ chạy băng qua đường. May mắn là tài xế thắng kịp thời, nếu không, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Vụ tai nạn là lời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần cẩn thận đề phòng khi trông giữ trẻ nhỏ. Còn đây là tình huống xảy ra cuối tháng 4 năm 2023. Nhà có cổng rào nhưng để mở, bé gái một mình chạy ra đường, đang có rất nhiều xe ô tô lưu thông. May mắn là một người đàn ông trong gia đình đã kịp lao ra bế cháu bé vào nhà. Chứng kiến vụ việc, nhiều người không khỏi giật mình bởi cháu bé còn quá nhỏ, chỉ một chút sơ sẩy rất dễ bị các phương tiện trên đường tông trúng. Trẻ nhỏ vài tuổi chưa nhận thức được nguy hiểm, còn những bé lớn tuổi hơn thì chưa có nhiều kinh nghiệm lường trước được những sự việc, nên vẫn vô tư chạy qua đường. Trong tình huống này, tài xế xe tải đã phản ứng thắng gấp, chấp nhận nguy cơ bị các phương tiện từ phía sau tông trúng. Em bé thoát chết trong gang tấc. Nhưng đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh cần nhắc nhở, dặn dò trẻ nhỏ về nguy cơ tai nạn giao thông trên đường. Tuyệt đối không băng qua đường khi không có người lớn đi cùng. Clip ghi lại đầu tháng 4 năm 2023, cháu bé mới chập chững biết đi, nhưng người nhà lại chủ quan không đi sát bên cạnh mà lại đi trước với khoảng cách khá xa. Cháu bé đang đi thẳng, bất ngờ đổi hướng và chạy ra đường, suýt bị chiếc xe khách tông trúng. May mắn là bác tài có pha xử lý kịp thời nên không xảy ra tai nạn. Nguy hiểm được camera ghi lại cho thấy là tình trạng trẻ nhỏ lao ra đường không còn là chuyện hy hữu nữa.
Vì vậy, các gia đình cần phải tăng cường giám sát con trẻ, tạo cho các em môi trường sinh hoạt vui chơi an toàn nhằm ngăn chặn nguy cơ trẻ em chạy ra đường để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc, quý vị nhé. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội cho biết là trong thời gian gần đây xuất hiện các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích là chiếm đoạt tài sản. Theo đó, khi người nộp thuế cài đặt các phần mềm ứng dụng Tổng cục Thuế giả mạo, các đối tượng sẽ dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra các video giả mạo cán bộ thuế để lừa đảo. Nếu người dùng cài đặt phần mềm này, còn có nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không tải hoặc cài đặt ứng dụng của cơ quan thuế qua các đường dẫn không chính thống. Người dân cần phải đề cao cảnh giác và tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, phản ánh kịp thời hành vi lừa đảo tới cơ quan công an để có biện pháp xử lý. Thưa quý vị, các vụ trộm cắp cũng liên tục xảy ra, người dân cần chú ý đề phòng để tránh mất mát tài sản của mình. Nhưng mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh người đàn ông chạy bộ cả 100 mét đuổi theo kẻ trộm xe máy. Qua xác minh thì vụ việc xảy ra tại nhà dân trên đường 14, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ông S, ngụ huyện Củ Chi, xác nhận mình là người chạy bộ đuổi theo đối tượng trộm trong đoạn clip lan truyền trên mạng. Trước đó, những người trong gia đình ông S ngủ trưa bên trong nhà. Lúc này có người đàn ông đi bộ đến khu vực nhà ông S quan sát. Thấy chiếc xe máy để bên trong sân nhà, cửa cổng không khóa, người này đi vào nổ máy và lên xe chạy đi. Nghe tiếng động, ông S bật dậy, chạy bộ đuổi theo nhưng không đuổi kịp. Theo hình ảnh camera an ninh, thời điểm trên có người dân đang đứng gần đó nhưng đối tượng vẫn liều lĩnh đi vào lấy trộm xe máy. Hiện công an đã thu thập dữ liệu camera để điều tra, truy xét đối tượng trộm xe máy. Thưa quý vị, còn cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 30 km, khu vườn rộng 3.000 m2 ở thôn Đồng Dâu, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất với hoa mẫu đơn hay còn gọi là bông trang cùng với hoa thanh xà đang đua nhau khoe sắc rực rỡ, thu hút nhiều người đến tham quan và chụp ảnh. Cung đường qua mẫu đơn đỏ ở khu vườn tại thôn Đồng Dâu dài hơn 30 mét. Đứng giữa những bông hoa đỏ thắm rực rỡ, nhiều người vô cùng thích thú. Khu vườn có cung đường qua mẫu đơn đỏ nằm trên một sườn đồi dốc đứng, bốn bề núi rừng xanh ngắt. Vào mùa này, khu vườn không chỉ có đường hoa mẫu đơn mà cả dạ hoa thanh xà với màu xanh biên biết. Cánh hoa mỏng manh khiến nhiều người mãi ngắm nhìn. Ngoài ra nơi đây còn có trồng cỏ lau tím, linh san tím hay các thảm hoa ngũ sắc đủ màu. Theo chủ nhân của khu vườn thì cây cối được chọn trồng với chủ ý bốn mùa qua nở để phục vụ người dân đến tham quan chụp ảnh. Đồng thời, thiết kế khu vườn với những lối đi giao nhau, những bậc thang lên xuống gần gũi theo hình thái của một đóa sen nở, biểu thị cho một tinh thần bình yên và tĩnh tại như đóa sen giữa núi đồi. Gần đây, khu vườn cũng trở thành một địa chỉ cắm trại được nhiều người yêu thích. Sau đây là thời gian dành cho một điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ấn Độ và một số nước cấm xuất khẩu và một số nước tăng dự trữ, giảm bán gạo, đã giúp cho giá lúa gạo Việt Nam tăng vọt trong những ngày qua. Bà con nông dân hết sức phấn khởi. Tuy nhiên, theo quan điểm của tờ Tuổi Trẻ thì vấn đề đặt ra với ngành lúa gạo là làm sao để đảm bảo sự hài hòa giữa đẩy mạnh xuất khẩu và cân đối cung cầu, ổn định giá cả trong nước. Và biên tập viên Thế Anh lúc này đã quay trở lại trường quay để thông tin thêm đến quý vị và các bạn nội dung này. Xin được mời Thế Anh. Vâng ạ, xin cảm ơn Tân Phước, cảm ơn chị Ngọc. Vâng, thưa quý vị, theo các chuyên gia thì mặc dù cơ hội đang mở ra cho người nông dân, song cần đánh giá kỹ lưỡng tác động của nó đến toàn bộ chuỗi sản xuất và cung ứng lúa gạo. Cụ thể, một số ý kiến cho rằng đây là cơ hội vàng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam, nhưng cần đánh giá toàn diện hơn. Bà con nông dân có thể được hưởng lợi trong ngắn hạn, nhưng vấn đề an ninh lương thực và cả hệ thống doanh nghiệp xuất khẩu gạo có thể sẽ gặp rủi ro. Những ngày qua, giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long liên tục tăng, nông dân phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá, nhưng doanh nghiệp xuất khẩu gạo lại lo bị thiệt hại từ việc giá lúa cao. Hiện nay đa số các doanh nghiệp đang phải trả nợ hợp đồng đã ký trước đó, chứ chưa ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới.
Việc tính toán làm sao để nông dân và doanh nghiệp cùng sống được với giá lúa gạo đang tăng mạnh cũng là vấn đề đặt ra hiện nay. Gần đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin phản ánh bưu điện thành phố Hồ Chí Minh bày bán hàng loạt đồ lưu niệm in hình bản đồ không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tờ Tuổi Trẻ thông tin bưu điện thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được thông tin phản ánh và đã tiến hành kiểm tra, thu hồi các sản phẩm lưu niệm thiếu hình ảnh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trên lĩnh vực kinh tế, tờ Tuổi Trẻ có bài viết nhan đề Tổng đài chăm sóc tận thu khách hàng. Theo phản ánh của bài báo thì mặc dù nói là chăm sóc khách hàng nhưng tổng đài hotline của nhiều doanh nghiệp tổ chức dùng đầu số 1900 bị nhiều người kêu câu giờ hòng tận thu tiền cước. Đó là chưa kể cách giới thiệu tổng đài tư vấn miễn phí khiến nhiều người hiểu nhầm. Thậm chí tổng đài còn đưa nhạc chờ, quảng cáo dịch vụ nhưng trong lúc khách chờ vẫn bị thu tiền cước dù chưa gặp được tư vấn viên. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần vào cuộc giải quyết. Ngoài ra, cũng ở mục này, bình luận trên tờ Tuổi Trẻ cho rằng kinh tế năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam vẫn sống khỏe, đặc biệt là các đơn vị kiếm được nhiều tiền từ thị trường nước ngoài. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin năm 2022 ước đạt 148 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,7%. Điểm tích cực khác đó là trong bối cảnh nhiều ngành cắt giảm lao động, thì các ông lớn công nghệ lại đua nhau tuyển nhân sự. Trong khi đó, nổi bật ở một thời sự trên tờ Thanh Niên sáng nay với nhan đề bài viết Việt Nam ưu tiên thu hút các nhà đầu tư lớn công nghệ cao. Cùng với đó là thông tin Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hôm qua vừa tổ chức lễ trao danh hiệu cho 81 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2023. Còn ở một tiêu điểm, tờ Thanh Niên có bài viết đặt ra vấn đề chấn chỉnh sai phạm trong đào tạo cấp giấy phép lái xe. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ sai phạm tại các cơ sở đào tạo cấp giấy phép lái xe có dấu hiệu gian lận trong đào tạo thực hành lái xe ô tô. Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương đang quyết liệt thanh kiểm tra để chấn chỉnh tình trạng này. Trước đó, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề xuất bỏ việc học và thi trên phần mềm mô phỏng tình huống giao thông chưa sát thực tế. Song lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết vẫn cần duy trì. Song song với đó, Cục đang rà soát điều chỉnh phần mềm cho phù hợp với thực tế, không tạo thành rào cản trong học và thi lái xe. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.